Rồi. Bữa trước là mình làm được cái header, menu, slider ảnh và cái banner như thế này, banner ảnh thì coi trên chữ cái bên. Đó, thì bây giờ tiếp theo cái mẫu đó, thì bây giờ mình sẽ làm tiếp cái dạng như thế này, gọi là dạng tab. Đó. Tích vào đây thì mỗi cái này các sản phẩm đổi dưới đây nha. Rồi bên đây trên tiêu tuần thì hiện ra những cái sản phẩm trên tiêu tuần, trên đơn vai, những cái sản phẩm trên đơn vai ở đây. Đó, nó sẽ đổi nha. Đó. Thì bây giờ để làm được việc đó thì mình phải vô cái phần thiết kế của mình, Edit Builder. Đó, sẽ có trang này, Edit Builder ở đây để mình vô đó mình làm thêm nha. Và sau khi mình mở lên được vậy đúng không? Vậy là tiếp tục mình sẽ làm tiếp cái phần bên dưới. Thì mình làm phần nào thì mình sẽ đánh dấu lại phần đó cho nó dễ đi. Phần này slider thì mình sẽ đánh dấu lại. Bạn chơi này mình nhìn vô mình biết cái này là slider hình ảnh nè. Slider ảnh nè. Đó. Đó, đây mình đánh dấu đây này, giống như mình đánh dấu cho để biết coi. Rồi cái tiếp theo cái rau này là cái gì? Cái rau này là cái rau này là cái hoa sáp yêu thương độc đáo đúng không? Này banner bộ sưu tập. Đúng không? Này banner đây. Banner bộ sưu tập. Thằng mình đánh dấu cho nó dễ nhớ thôi. Sau này khi mình làm lâu rồi mình muốn quay lại để mình kiểm tra thì mình biết được những cái này mình làm cái gì vị trí nào cho dễ làm. Rồi add to element tiếp tục. Rồi tiếp tục đấy thì mình sẽ tạo một cái row ha. Cái row. Đúng không? Một cái row này thì mình sẽ tạo một row một cột thôi. Cái row một cột. Cái ra không chọn một cột. Chọn một cột xong rồi là xuống apply, kéo con chuột xuống dưới, lăn chuột xuống dưới mới apply. Đó, thì cái ra cho mình một cái đây. Ở đây mình đặt tên luôn đi, cái này là mình đặt là tab sản phẩm. Đó, sản phẩm gì đây mình muốn làm tab sản phẩm đang nói là tab làm tranh nha, tranh nha. Đang làm tranh nha. Mình để là tranh. Tranh trong đó tranh nhiều tranh lắm. Để giờ làm dấu thôi chứ không có hiển thị, cái này không hiển thị ra ngoài, update. Đó, không chờ. Rồi tiếp tục á. Tiếp tục thì mình sẽ mình thấy cái rau này với cái trên nó đang sát quá rồi, với nhau quá đúng không? Cái rau này với trên sát nhau quá thì mình sẽ để cho nó hở ra, bên đây nó đang hở ra nè. Trên đây từ cái mí trên đây xuống đây nó hở ra đúng không? Đây nè, từ đây nó hở ra. Thì mình để cho nó có khoảng cách từ bên trên bên dưới á, thì dùng cái gì? Dùng gap. Đúng không? Gap nè, mình có cái gap đây. Một là mình add element, mình thêm gap. Hai á, là mình có cái gap có sẵn nè, duplicate. Copy nó ra, duplicate là copy nó ra như cái gap ở trên này, xong rồi lôi nó xuống dưới đây. Đó, cho nó hở ra một chút. Mình muốn hở bao nhiêu á thì mình sẽ chỉnh cái độ cao của nó là 30 pixel. Còn tôi là hở cũng 30 pixel nè. Rồi, làm lại vậy đi. Đó. Rồi sau đó có cái khung, rồi bây giờ trong cái khung này, trong cái column này, nghĩa là đang tạo một cái hàng, một cột, nghĩa là một cột, nghĩa là không chia. Một cột không chia, chừng nào mình để hai cột mình nó có chia hai phần bằng nhau, ba cột chia ba phần, bao nhiêu đó có chia. Còn mũi tên, thấy mũi tên này nó đang chỉ qua, mũi tên đang chỉ qua, nghĩa là nó đang đóng. Mình muốn xài nó thì phải mũi tên nó mở ra để mình xài. Bấm vô mũi tên này nó mở ra thì mình mới thêm gì vô được. Còn ví dụ mũi tên đang đóng mà muốn xài thì mình có thể xài bên này có dấu cộng mà mình thêm cái gì vô trong cái rau này là mình thêm ha. Bên đây cũng được, mũi tên đang đóng thì mình xài bên này, còn mũi tên muốn xài bên cái phần điều khiển bên trái của mình á thì mình sẽ ông đây gọi là add to column. Cái mình sắp thêm vô chính là cái tab ha. Mình để chữ T A B là cái tab, hai cái tab ở dạng là right table và cái tab dạng mà lít. Cái tab right table là để mình dùng làm gì, khi nào mình dùng tab right table, tab right table để mình làm những cái là dạng sản phẩm dịch vụ của mình đó, là mình có nhiều, có gói 1, gói 2, gói 3. Ví dụ mình muốn xài cái tab right table này là mình dùng dạng như là gói 1, gói 2, gói 3. Gói 1 bao nhiêu tiền, gói 2 bao nhiêu tiền, gói 3 bao nhiêu tiền, gói 1 gồm những cái gì trong cái này mà dùng cái dạng tab right table này. Nghĩa là giống như bảng giá 1 gồm những dịch vụ A, B, C, D cộng lại. Bảng giá 2 gồm những dịch vụ ABCD cộng lại. Đó. Mình dùng cái này. Còn cái tab này á là lít vô nó sẽ ra, đi kê ra bên dưới, mình dùng cái tab này nha. Mình dùng cái tab này.
Sau khi mình chọn cái tab này rồi á, thì sẽ hiện cho mình mẫu bên đây. Cái này hơi máy tôi nó hơi chậm thôi, tại vừa quay phim vừa xem hình nữa nên nó chậm chút, nên nó bấm lót lâu. Rồi cái tiêu đề thỏa ra, không còn tiêu đề này. Cái định dạng mình sẽ symbol nha. Đó. Kích thước đây muốn to nhỏ thì mình to, nhỏ mình để vậy thôi. Apply. Đó. Bây giờ mình sẽ định cấu trúc cái tab này trước nha. Cấu trúc tab thứ nhất là tên gì nha. Tên gì thì bấm vô tab thứ nhất, bánh răng cưa nó option. Tab thứ nhất đây mình muốn cái tên gì, đây mình muốn tên là để là tranh treo tường đúng không? Mình đều bỏ chữ tranh treo tường vô nha. Tranh treo tường. Đó, đúng không? Tab thứ hai mình sẽ gõ cái gì đó thì mình bấm tab thứ hai. Hai gõ gì đây? Tranh canvas. Tranh canvas. Tranh đó. Rồi tab thứ ba là tab gì đây? Tranh tráng gương đúng không? Đó, mình đã như vậy, ba tab mình mới đây vậy. Tranh tráng gương. Đó, ba tab vậy. Update. Thì ở đây sẽ có cho mình là cái tab, nghĩa là toàn bộ cái này. Còn trong đây có những cái nhỏ bên trong, mình muốn thêm nữa thì chỉ cần mình duplicate sẽ ra thêm nữa, muốn bao nhiêu thêm. Còn ở đây có phần option nè, bánh răng cưa của này mình vô đây mình có thể chỉnh thêm một số cái nữa. Ví dụ như đây mình sẽ style chính là cái mẫu. Đây có nhiều mẫu, ví dụ muốn mẫu divider, mẫu này. Hoặc là muốn mẫu line thì có cái cây kẻ trên. Hoặc là muốn mẫu line button thì có cây kẻ dưới, click vô mỗi cái thì có cây kẻ dưới. Hoặc là muốn mẫu outline thì nó là bo. Còn muốn mẫu nó là mẫu tab này là nó dạng như là dạng tab nha. Còn muốn mẫu là bold thì nó chỉ là in đậm thôi. Mình muốn mẫu dạng fill là tô màu cho mình nó fill thì tô màu. Muốn cái nav style là cái chữ trên cái tab này đó là normal là mình viết sao ghi vậy, không cần viết qua. Tại vì Align Center là nằm giữa, qua trái, qua phải. Đó, như thế. Còn này muốn lít vô nó mới ăn hay là hover vô ăn. Hover vô ăn là hover vô nó mới ăn. Hover vô ăn là nghĩa là rê chuột vô nó ăn luôn. Nó không cần phải lít. Còn định dạng đây là horizon là đang là chiều ngang. Vertical là chiều dọc. Đó, muốn định dạng nào, định dạng đó nó đây như vậy. Đó, em. Đó, ở đây tôi chọn như vậy. Đó, ví dụ vậy đi. Apply. Đó, apply thì mình mới xong cái tab thôi. Ha. Apply xong mình sẽ ra mình coi cái này chưa đúng thì mình sẽ sửa sao ha. Apply. Sau apply xong rồi thì mình mới qua cái trang này mình sau khi mình F5 lại thì mình thấy là có những cái nút tab lít vô trong chưa có thì bên trong nó chưa có nội dung, cho mình bỏ nội dung vô sau. Đó, như vậy. Không. Cái này muốn to, muốn nó chữ nó to lên á thì mình chỉnh chữ to lên luôn ha. Trong đây cũng có chỗ chỉnh chữ to option nè. Chỉnh chữ to lên là chỗ kích cỡ nè. Cho anh lào đi, thì nó to lên chút ha. Đó, cho anh lào thì to hơn chút. Update nó lại. Qua đây mình sẽ coi nó sẽ to lên cho mình. Update bên đây xong rồi thì bên đây nó ở đây này ăn xong rồi bên đây nó mới thấy ha. Rồi mình F5 này lại nha. Rồi bây giờ sau khi mình làm xong rồi vậy đúng không? Đó. Thì bây giờ đó, tiếp theo mình sẽ chỉnh lại cái cho giống mẫu ha. Chỉnh lại cho giống mẫu. Thì cái mẫu của mình đó là nó dày cái vuông vậy đúng không? Mình sẽ chỉnh lại. Tôi sẽ có một cái đoạn code CSS ở đây. Tôi share cho các bạn ở dưới ha, để tôi mở nó lên, chờ xíu. Các bạn mở ra cái file mà CSS Start Color của tôi share.
ở dưới ha. Mở này lên mình copy, copy này ha, copy này mình đem cái code này vô để cho mình đem code vô để cho mình có cái mẫu giống vậy đó. Thì bây giờ là mình sẽ quay vô cái phần trang trang quản trị của mình để mình vô mình dán code vô hay option nè, hoặc là mình không vô đây được thì mình vô ngoài đây, mình vô tùy biến thì cũng được, hai cách ha. Tùy biến nè, thấy option nè, gần chỗ kế tùy biến nè, rồi mình sẽ kiếm vô cái chỗ style nè, sorry, kiếm cái chỗ đây có CSS đâu, không có, xe option, thích vô xe option thì kiếm tiếp. CSS đâu phải, CSS đâu phải. Rồi vô đây. Vô đây mình sẽ kéo xuống đây mình có là CSS bổ sung nè, ha. Nên mình sẽ dán cái đoạn CSS tôi vô đây. Dán đoạn CSS tôi vô đây. Đó. Rồi CSS đây. Đoạn CSS tôi á có đặt tên là task color ha. Tất cả mọi thứ đều đặt task color hết. Nó mang ha, task color ha. Mình đăng. Đó. Đăng. Ha. Sau khi đăng xong rồi á, mình sẽ quay lại cái video chỗ thiết kế này nãy. Thiết kế này nãy mình bấm update cái ha, bấm update. Rồi sau đó mình mới F5 cái này lại. Update xong rồi mới reload lại, update xong rồi mới reload cái này lại. Đợi cho update xong này xoay xong rồi mà update xong rồi mình reload trang lại rồi mình mới xài được. Rồi xong rồi mới bấm cái này lại, F5 này lại. Nên cho nó load lại trang. Rồi sau khi mình F5 lại rồi thì mình phải gắn cái tên cho cái tab này. Tab này mình option. Mình gắn cái tên cho tab này, dưới đây có tên last nè. Đặt tên tab gạch color. Đó, ứng cái tên tôi đặt. Rồi sau đó chỗ đây mình chọn là chọn con fill là một con symbol ha. Rồi. Dead. Rồi do đoạn code nãy bị thiếu nên tôi mới bổ sung lại đoạn code, các bạn có thể chép lại đoạn code mới ha. Mới trên cái đường link tôi để ha. Rồi bây giờ sau khi mình đưa đoạn code vô rồi, đoạn code rồi á, đưa đoạn code với mình cách mình đặt là cái tên cho đúng ha, cái tên cho đúng ở chỗ này. Tên đúng đây. Cái tên ở đây cho đúng. Thì ở đây mình sẽ hiện lên như vậy ha. Lên cái tab là đúng rồi. Đó là một tab. Rồi lít vô con tab này sẽ hiện ra sản phẩm á. Thì mình sẽ làm tiếp theo nha. Rồi sau khi mình làm tab xong rồi, mình sẽ bỏ sản phẩm vô đây ha. Thì để bỏ sản phẩm vô đây á, thì bước đầu tiên mình phải đưa một cái đăng sản phẩm lên. Thì đăng sản phẩm mình chưa có làm. Thì bây giờ mình sẽ lấy những cái sản phẩm demo có sẵn để mình làm thôi. Chứ giờ mình chưa có sản phẩm mình đăng lên, chưa có. Thì bây giờ mình đang thiết kế, mà giờ đang thiết kế mình sẽ lấy sản phẩm demo có sẵn của hệ thống để mình làm ha. Thì bây giờ mình sẽ assign một số cái sản phẩm vô ha. Thì mình sẽ quay vô cái trang quản trị để assign ha. Sản phẩm nè, vô đây sản phẩm thì mình nói mình sẽ assign vô mỗi này 4 cái đây ha, tranh treo tường, tranh canva, tranh tráng gương, đúng không? Treo tường, tranh canva, tranh tráng gương ha. Thì mình sẽ quay vô cái phần là sản phẩm để mình xài vô. Rồi sau này mình sẽ đăng vô đúng cái danh mục đó thì nó mới chui đây cái vị trí mình còn mong muốn nha. Thôi vô đây, nó vô đây thấy cái này nó dài quá, cái cây này chi cột nó dài quá thì mình chỉnh lại thì chỗ hiển thị nè, bỏ bớt cái custom C3 đi, bỏ bớt một số cái cho nó gọn lại, cho nhìn cho nó gọn lại ha. Đây những sản phẩm mẫu, đây sản phẩm mẫu ha. Giờ mình sẽ assign vô đang assign vô anh category, thì mình sẽ assign vô đúng cái danh mục của mình. Danh mục của mình đây mình chưa có tạo danh mục, ba danh mục mình cần làm mình chưa có tạo, đúng không?
Danh mục tranh Canva, tranh tráng gương, tranh treo tường, tranh Canva, tranh tráng gương mình chưa có tạo. Mình có thể tạo tí là tạo ha. Ở đây tôi sẽ không tạo. Ở đây tôi sẽ assign. Đi vô hướng dẫn các bạn sẽ dùng assign 4 sản phẩm vô đi. Chọn 4 sản phẩm nè. Đó, 4 sản phẩm này. Đó. 2 4 8 đi. 2 3 4 5 6. Mình chọn ra 1 2 4 8 cái nha. 8 cái sau đó mình mới bấm vào hành động. Hành động và chỉnh sửa. Áp dụng. Áp dụng và mình chọn vô mục nào. Đây là 4 cái này tôi chọn vô là tranh treo tường đúng không? Tranh treo tường nè. Đúng không? Treo tường rồi mình muốn chọn sản phẩm khác thì bỏ sản phẩm khác vô. Tranh treo tường một cái. Rồi tôi làm chung luôn tranh dán tường luôn. Đó, tôi với dụ tranh dán tường, tranh Canva không có, mình có tranh Canva, tranh trang trí văn phòng, mà với dán tường đi, nó dụ vậy đi, rồi sau đó tôi mới áp cập nhật, đó. Dưới các bạn phải làm đúng cái mẫu với đúng cái danh mục của mình, đây tôi chưa có nên tôi sẽ làm tạm vậy thôi. Ở đây nó ở xa giờ đủ rồi đúng không? Rồi mình mới ra đây. Mình mới ra cái UX Builder đây, mình mới gọi cho ra. Thì mình sổ cái này ra nè, mình sổ cái tab ra, cái tab mình làm xong mình sổ ra, mình sẽ có 3 tab, mỗi tab mình sẽ bỏ ba cái lưới mà show sản phẩm ở đây, một cái lưới. Cái lưới này để thể show ra là 8 cái sản phẩm mới nhất của từng mục danh mục mà mình chọn lựa. Ví dụ đây tranh treo tường, đây add to tab panel hoặc là ngay chỗ vị trí này nè. Vô vị trí nào đang nằm ở một tab nào, ví dụ đây hai cách này dấu cộng để cũng được, đang nằm ở đây 1, 2, 3 tab nè, ở trên này 1, 2, 3 mình đang dấu dấu cộng ở đang ở vị trí tab 1 thì mình dấu cộng ở đây thì mình sẽ thêm vô con của tab đó, hoặc ở đây mình thêm vô cũng được, hai cách. Nên tôi chọn cách này để tụ tab nào thì mình chọn là rô đất ha, rô đất mình chọn là rô đất chứ không phải rô đất list, rô đất không vô. Apply. Nó hiện ra cho mình là cái size cho mình. Đó. Thì cái loại đây mình để default. Default làm sao để default. Bố cục thì mình chọn là nếu mình chọn shader á thì nó chạy qua. Nó chạy qua. 4 cái nó chạy qua. Còn mình chọn loại là rau á thì 4 cái, hết 4 tới 4 cái thì nhảy xuống hàng. Nhảy xuống hàng. Đối với cái mẫu này thì mình coi mẫu này. Mẫu này thì nó là 1 2 3 4 4 cái xuống hàng đúng không? 4 cái xuống hàng thì mình sẽ là 4 cái xuống hàng là chọn rau. Là số sản phẩm trên mặt hàng á là 4. Column mình chọn là 4. Khoảng cách giữa các sản phẩm là mình chọn small. Small. Rồi tiếp theo dưới đây á có show nút add to cart không? Show luôn. Show with view hay không thì mình show, không show thì tắt. Còn equal item nghĩa là những cái sản phẩm nó sẽ có những cái ô của sản phẩm mình sẽ bằng nhau. Ở đây nó là hiện thị không bằng, thấy không? Nè, lên xuống mình chọn bấm ở đây. Thì những sản phẩm mình sẽ thấy sẽ bằng nhau ha. Cái tự động nó sẽ làm sao cho sản phẩm mình nó bằng nhau. Đó. Rồi chỗ đây kéo xuống. Ở đây nó có một cái là ở đây không có bo đúng không? Không có bo viện ở đây. Nhưng ở đây mình có bo viện nè. Ở đây mình đang có này, đang bị bo viện đúng không? Mình muốn chỉnh lại cũng được. Ở đây hiện tại đang có bo đúng không? Nè, bo viện thấy không? Bo viện thì muốn móc bo viện thì phải chỉnh quanh nó chỉnh sang lại là normal mình mới chỉnh lại cho nó bo viện được normal. Nè, normal ở đây mình customize nhiều hơn. Còn default là lấy cái ở bên trong customize sẵn bên trong.
Đó, nơ 1 ở đây xuống đây, nơ 1 chỗ này nè, chỗ này mình để 0 à, viền 2, 2, 2 viền này mình đang để là 0 thì nó không có viền ha. Nếu muốn có viền kéo này lên nè, thì nó sẽ có cái viền đổ bóng bên dưới. Còn dù mình không muốn á, thì mình kéo này về nha. Rồi, những cái của mình hồi nãy như vậy. Còn đây à, bài viết á, một bài viết ở đây á, chỗ category đây, là mình muốn gọi cái danh mục sản phẩm nào ra. Không, gọi một sản phẩm ra đây, muốn gọi cho một sản phẩm tranh treo tường á, thì mình sẽ gọi tranh treo tường ra. Hồi nãy mình assign 4 sản phẩm tranh treo tường thì sẽ ra 4 cái sản phẩm tranh treo tường hồi nãy mình assign. Nó sau khi mình gõ chữ tranh thì chỗ này sẽ load cho mình với mình. Phải có phải mà muốn chọn tranh treo tường không? Ở chỗ này gõ hơi lâu, mình gõ mình chờ chút xíu nha. Treo tường nó gõ hơi lâu. Tranh treo tường. Thì đây sẽ là kê mình những cái tranh treo tường. Ở đây nó có cái mục gọi là order by nè, mình muốn đi theo gì, nhưng mà hiện thị random, ngẫu nhiên là hiển thị theo cái order by theo cái ngày đăng, ngày sửa, hay là menu order nghĩa là những cái sản phẩm nào mà mua nhiều, còn là những cái liên quan về menu order là những sắp xếp ở trong, sorry, menu order là theo cái sự sắp xếp bên trong, nghĩa là mình sắp xếp thứ tự bên trong muốn đó. Thì ở đây mình sẽ chọn là tôi sẽ chọn theo ngày đăng mới nhất ha. Và đây nó tăng dần hay giảm dần ha. Đó. Tăng dần hay giảm dần. Đó, mình chọn vô ha. Nó chiều cao của ảnh ở đây, chiều cao ảnh đây mình muốn bao nhiêu? Ví dụ mình muốn là 43 đó hay gì đó thì mình chọn, hay là 11 mình chọn, kích cỡ ở đây thì mình muốn kích cỡ nó rõ thì mình chọn original đó. Nó chữ ở đây cho kênh giữa, kênh trái, kênh phải, hover do cái gì mình chọn tiếp ha, padding như thế nào đó mình chọn tiếp. Sau khi mình chọn xong rồi mình apply và update nha. Sau khi mình chỉnh xong mình điền F5 lại mình thấy sai lỗi vậy, mình thấy cái hình này chiều cao nó bị cắt mất á, thì mình sẽ chỉnh lại cái chiều cao của tấm hình, thì theo mà sản phẩm của mình nó lấy chiều cao như thế nào ha. Nó nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái hình up của mình lên nha. Thông thường thì mình để mình đừng có mất hình á, cái này sẽ bị cắt. Thông thường để đừng có mất hình đó, thì mình sẽ cái chiều cao của ảnh này mình sẽ sửa lại là ít thôi, là nó tự là mình up lên sau đó vậy sẽ không bị mất nha. Thì vuông luôn đó. Tùy theo cái ảnh, cái trường hợp mà mình sẽ chọn cái khung chỗ đó là nó phù hợp nha. Rồi sau khi mình làm cái một tab xong rồi, tab thứ hai, tab thứ ba tương tự như vậy. Mình có thể là duplicate cái tab này là đổi tên cũng được, hoặc là duplicate cái product này lo vô. Tôi chọn giải pháp duplicate cái product này nè. Đó, rồi sau đó tôi chọn lại cái tôi sẽ thay đổi lại cái category khác của tôi, mà category đúng như cái này, dù tranh canva ở đây tôi cũng có tranh canva. Cho nên tôi duplicate lên thôi. Rồi tôi sẽ lôi xuống nha, lôi xuống đây. Rồi duplicate nó lên. Quay lên và lôi xuống. Và lôi xuống ha, lôi xuống. Lôi xuống duplicate, nhưng mà mình phải đổi lại là mình đang ở size vô cái group nào. Chứ không phải là duplicate là duplicate không, tại đây là tôi làm demo ở lớp và tôi không có chọn thôi. Rồi, chỗ này quan trọng là ở chỗ duplicate lên. Rồi thì mình sẽ chọn lại là ở dưới đây nè, category này thuộc category nào, ví dụ đây mình muốn category là tranh gì đây. Đó, mình để tranh canva tôi cũng có, tôi chọn một cái là dụ tranh. Rồi sau khi mình chọn xong hết trình mục đúng không? Thì tiếp theo. Rồi sau khi mình làm bỏ sản phẩm vô tab xong rồi đúng không? Mỗi cái tab này là sẽ ứng với một cái lưới danh sách danh mục sản phẩm mới nhất mình gọi ra trang chủ, ví dụ tên treo tường sẽ gọi là danh mục sản phẩm là treo tường
canvas thì chọn nguyên một sản phẩm canvas tránh gương, chọn gọi những cái một sản phẩm tránh gương như này. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ làm tiếp ở bên dưới đây đúng không, bên dưới đây xuống đây xuống dưới đây nữa thì như thế nào thì mình sẽ làm tiếp. Mỗi đây có nút xem thêm, mình sẽ làm nút xem thêm luôn nha. Nút xem thêm đây thì mình làm như thế nào, xem thêm thì mỗi dưới mỗi cái đồ đất nè, nó con nè, mình mở ra hết nè, cha nè, cha lớn từ vô tới cái con rồi tới đây, dưới cái đồ đất này mình sẽ tạo một cái nút là cái nút hoặc là button nè. Button đây mình sẽ chọn ra là nó, mình sẽ chọn vô cái row cái button mẫu nào mình thích, vô tôi chọn mẫu này đi, apply nha. Ở đây mình chờ để giữ là xem thêm nha. Rồi xem thêm là cái nút này khi lít vô sẽ đi đâu, lít vô đi đâu, và icon là nè, icon gì, icon đây có nút icon nè, cái nút là icon thì mình chọn dấu cộng đi, dấu cộng rồi lít không, hoặc là dấu cộng bên trái, dấu cộng bên phải đây, dấu cộng đó. Rồi sau đó liên kết là lít này đi đâu, lít này đi đâu thì mình vô phần sản phẩm của mình nè, mình vô phần danh mục nè đó, nhưng mình lấy đường link. Hoặc mình thích vô đó thì mình lấy đường link trên đây. Trên đây mình lít vô, lít vô đây ra tranh tiêu tường, lít vô đây để mình lấy đường link. Đó ha, hay có nhiều cách ha. Lít vô đó sẽ ra tranh tiêu tường ở đây. Mình sẽ lít vô đây để mình lấy đường link ha. Hai cách. Cách vô danh mục sản phẩm để lấy đường link, hai là lít ra ngoài. Ở đây nè, đây mình lấy tên đeo tường đây. Rồi lấy đây. Đây. Ở đây mình dán link vô đây. Đó là một cách. Hoặc cách cách thứ hai là lít vô danh mục sản phẩm rồi sau đó mình vô trong đây. Mình muốn lấy đường link đó thì mình đây nè, xem nè. Xem nè, bấm vô đây. Copy direct, đem qua bên kia, dán vô. Ha, hai cách lấy đường link ha. Đây. Đây. Ok, cách nào cũng được. Mình đúng, ví dụ đây học mình lên cái nào cũng được, nhưng mà khi mình làm á, ngay ở đây mình đang nói là tranh tiêu tường thì mình phải lít vô thêm tranh tiêu tường, chứ mình lít vô đó sao cái khác đâu được. Theo em làm thực tế thì mình làm cho đúng chứ, mình dẫn cho đúng cho người ta chứ, đúng không? Còn ở đây thực hành á, thì cái đây mình làm cho biết thì mình lấy cái nào cũng được. Còn khi mà vô thực tế là phải làm cho đúng dữ liệu, nội dung phải đúng này, cho vô giữa đúng không? Muốn button cho vô giữa thì cái column này option đó, và cái chỗ dưới đây là cho nó là center thì cái này vô giữa thôi. Tương tự vậy cái nút này ấy, mình cũng làm tiếp cho những cái tab còn lại nè. Sau khi mình apply xong ấy, mình nút này mình duplicate ra, mình sửa đường link lại cho đúng, duplicate đem xuống đây sửa lên lại cho đúng ha, duplicate lên. Đó. Rồi sau đó em xuống đây. Một anh. Cái này lên. Rồi sau đó em xuống đây. Hai anh thì những cái tab khác thì có hết. Mỗi cái tab là sẽ link vô một cái danh mục sản phẩm khác nhau. Nha. Sau khi làm xong rồi á, ví dụ sau khi làm xong rồi hết một tab này là xong ông tranh này rồi á, thì sẽ làm tiếp xuống dưới đây là bánh, rồi mình làm tiếp là đề can, làm hết luôn. Thì mà để mà làm cho nhanh á thì mình sẽ duplicate cái này lên nè, này nè, duplicate nó lên đó, để lên sẽ apply ở dưới đó, dưới thằng này, dưới đây đúng không, dưới đây mình sửa lại là bánh. Sau đó mình sửa tên lại nha. Bánh.
Rồi sửa tên lại mà gọi lại mà chọn đúng dữ liệu cho thôi. Sửa tên lại là gọi lại đúng dữ liệu thôi ha. Đó, sổ này ra. Sổ ra hết luôn. Sổ hết luôn. Cái này đầu tiên tác thứ nhất là cái gì? Tác thứ nhất là bánh trung thu các loại, đúng không? Đó. Qua đây. Đó, đúng không? Rồi đây. Rồi tác thứ hai là cái gì? Sửa như vậy. Thứ hai là bánh trung thu phượng cát, đúng không? Bánh trung thu phượng cát. Rồi bỏ vô. Đó. Và thứ ba là cái gì? Mình sửa tiếp y vậy, mình sửa cho xong rồi. Bánh trung thu kinh đô. Đó. Đó. Đó thì sẽ được ba cái tab này. Ba tab này ứng với những cái những cái lưới sản phẩm nào, product nào thì mình vô mình chọn vô cho đúng, button nào thì click vô cái nào ra chọn đúng, mình chọn lại đúng hết tất cả thứ này đây, chọn đúng lại. Chọn đúng lại là xong, tương tự vậy làm tiếp, làm tiếp dài cho tới hết cái trang chủ rồi luôn, làm dài cho tới nào đúng tới đây làm đúng hết luôn. Đó, làm đúng hết nguyên như đây luôn. Luôn tới đây, nào làm sản phẩm tới đây ảnh khách hàng la nè. Ảnh khách hàng la thì mình sẽ là tôi sẽ hướng tiếp. Ở đây là một danh mục bài viết thì mình gọi ra. Đó, vậy thôi. Nha, đó. Rồi, đó là như thế. Đó là cái phần rồi gọi những cái tab ảnh tab danh mục sản phẩm và trong đó có từng sản phẩm và có nút xem thêm. Nha. Rồi kết thúc cái video ở đây luôn. Rồi.